Xin chào anh em, đây là Samsung Galaxy Buds Pro và qua một tuần sử dụng thì chống ồn chủ động, hiệu quả và đặc biệt là tính năng nhận diện giọng nói thông minh là một trong những cái điểm rất là đáng chú ý mà mình rất là hài lòng với lại cái chiếc Buds Pro này. Tuy nhiên thì làm sao để có thể truyền tải được hết những cái trải nghiệm đó của mình đến với anh em thì trong clip này mình sẽ thực hiện một cái thí nghiệm và cho anh em trải nghiệm được giống như mình. Sơ một chút về cái chiếc Buds Pro này thì đây là chiếc tai nghe thứ hai mà Samsung họ trang bị cái tính năng chống ồn chủ động, và với cái chiếc Buds Pro này thì nó Pro hơn so với Buds Lite trước đây ở cái điểm là nó có thêm cái tính năng là nhận diện giọng nói thông minh. Mình sẽ mô tả sơ một chút về các cái chế độ của cái chiếc Buds Pro này, và đây là cái giao diện chính ứng dụng wearable để điều khiển cái chiếc Buds Pro này, và anh em có thể thấy là rất là rõ ràng. Và chúng ta sẽ có ba chế độ kiểm soát tiếng ồn, bao gồm là tắt hoàn toàn nè, rồi chế độ âm thanh xung quanh, nghĩa là sẽ cho âm thanh được truyền qua bởi cái mic và truyền vào tai chúng ta, và cuối cùng là chế độ loại bỏ tiếng ồn chủ động. Và một cái tính năng khác khá là hay đó chính là cái tính năng phát hiện giọng nói. Và với tính năng này á, thì khi mà chúng ta đang đeo tai nghe và chúng ta đang nghe nhạc mà chúng ta muốn nói chuyện với lại người xung quanh thì chúng ta chỉ cần cất tiếng nói lên và cái cảm biến gia tốc kế cũng như là cái mic ở trên cái chiếc Buds Pro này nó sẽ nhận diện được hai cái thông tin là cái cử động của cơ hàm của chúng ta và cái giọng nói của chúng ta phát ra để xác định là chúng ta đang muốn nói chuyện, và từ đó thì nó sẽ lau nhạc xuống đâu đó chỉ còn khoảng 5-10% để chúng ta có thể là nói chuyện được với lại cái người xung quanh. Và sau đó khi mà chúng ta ngừng cuộc hội thoại thì 10 giây sau nhạc sẽ được cất lên lại. Nghe có vẻ hơi khó hiểu và hơi khó hình dung đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tiến hành một cái thử nghiệm để cho anh em trải nghiệm được cái mà mình nghe và mình trải nghiệm được với chiếc tai nghe này. Sơ một chút về cái cách hoạt động hơi âm học một chút xíu, thì khi mà chúng ta gắn Buds Pro vào trong tai á thì cái âm thanh nó sẽ được cái vòi âm nó đánh vào và nó dẫn vào trong cái vòi tai và cuối cùng là nó đánh vào màng nhĩ để chúng ta có thể nghe được. Vậy thì mình đặt vấn đề là khi mà mình đặt cái mic vào trong cái ống tai của mình á thì mình sẽ thu được cái mà mình nghe một cách gần gần nhất với lại những cái mà mình trải nghiệm. Tuy nhiên thì tai mình quá nhỏ để có thể làm được chuyện đó, vì vậy cho nên là mình chọn một cái phương án khác là một cái tai giả bằng silicone dễ thương lắm. Và với cái tai này thì mình sẽ cố gắng mô phỏng lại thí nghiệm bằng cách là mình sẽ đặt một cái mic ở vị trí đáy của cái tai giống như là ở cái vị trí của cái màng nhĩ vậy đó. Cuối cùng thì mình sẽ thử những cái chế độ chống ồn khác nhau cũng như là cái chế độ nhận diện giọng nói thông minh. Ok, bây giờ bắt đầu nha. Rồi, và mình sẽ đeo một bên phải của con Buds Pro này, ở bên còn lại thì mình sẽ cho đeo lên tai giả và để cho hệ thống nhận diện được là mình vẫn đang sử dụng cái chiếc Buds Pro này trên cả hai tai để tất cả những tính năng đều được kích hoạt lên hết. Và ở cuối cái vị trí này thì mình gắn một cái mic vào đây đó, và rõ ràng bằng cách này thì mình sẽ phần nào giúp các bạn nghe được cái mà mình muốn nghe. Và đầu tiên mình sẽ thử cái chế độ nhận diện giọng nói thông minh và giảm nhạc xuống. Bây giờ mình sẽ mở nhạc lên. Đó, nhạc đã lên lại. Và tiếp theo sẽ là một cái tình huống rất nhiều anh em cần sử dụng tới cái tai nghe chống ồn, đó chính là âm thanh phát ra từ động cơ máy bay. Và lúc nãy mình đã thử test trước cái độ ồn với cái loa được phát ra cách mình đâu đó khoảng hơn 1 mét chút xíu, thì độ ồn nó sẽ rơi vào gần tới cái ngưỡng 80, có nghĩa là một cái mức độ ồn rất là lớn. Và khi đó thì mình sẽ cho anh em nghe thử 20 giây tắt chống ồn, 20 giây mở chống ồn, và sau đó mình sẽ mở nhạc lên thử xem như thế nào. Thank you.
Và đó cũng là những cái mà cái chiếc tai nghe này đã chống ồn. Và bên cạnh cái khả năng chống ồn một cách chủ động hay là cái khả năng nhận diện giọng nói thông minh đó, thì cái chiếc Buds Pro này còn một số cái tính năng khác đã góp phần làm nên một chiếc tai nghe True Wireless đúng nghĩa. Có thể kể tới đó chính là tính năng 360 độ. Và với tính năng này thì khi chúng ta đang nhìn vào cái màn hình và chúng ta đang xem YouTube hay là xem Netflix gì đó mà chúng ta nghiêng đầu qua như thế này, khi chúng ta nghiêng đầu qua phải thì bên trái nhạc sẽ được phát to lên và bên phải được giảm xuống, giống như là cái nguồn âm đang phát ra từ cái điện thoại vậy. Và cái thứ hai nữa, tính năng hiện tại thì Samsung họ vẫn đang thử nghiệm thôi, đó chính là tính năng chế độ chơi game. Nó sẽ cho phép giảm độ trễ xuống ở mức tối thiểu. Việc đó rất là quan trọng khi mà mình chơi Call of Duty hay là mình chơi PUBG, vì khi đó việc nghe tiếng bước chân sẽ là một trong những cái yếu tố quan trọng để mình xác định được địch đang ở đâu. Và dù vậy á, trong cái không gian 360 độ á, tiếng bước chân từ cái hướng nào á, vẫn chưa được thể hiện một cách hoàn toàn chính xác, mà nó chỉ dừng lại ở mức là bên trái hay là bên phải. Và một cái điểm cuối cùng nữa làm nên cái chiếc tai nghe này đó chính là cái cảm giác đeo của nó. Thì khi mà mình đeo vào á, rõ ràng là nó sẽ nằm khá là phẳng với lại cái vành tai của mình. Và mình đã thử đội nón 3/4 vào thì nó không hề cấn, và khi mình lấy nón bảo hiểm ra thì nó cũng sẽ không có bị cấn và không bị chạy ra ngoài. Thêm một cái điểm cuối mà mình thấy là cũng khá là hay đối với chiếc Buds Pro này, đó chính là nó có cái tiêu chuẩn kháng nước lên tới là IPX7, nghĩa là khá là lớn so với lại những cái chiếc tai nghe khác trong cùng phân khúc. Điểm cuối cùng chỉ là thời lượng pin, vì phải gắn thêm cái tính năng chống ồn chủ động cũng như là cái dung lượng pin nó nhỏ hơn để giúp cái tai nghe này nó gọn hơn. Vì vậy cho nên là thời lượng pin mình đo được đâu đó khoảng 3 ngày, bao gồm cả việc là xài hết pin từ trong cái cốc sạc này á, thì nó rơi vào khoảng từ 10 tới 11 tiếng. Cũng không quá nhiều nhưng mà cũng không quá ít để cho anh em có thể sử dụng trong cả 2-3 ngày. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình với cái chiếc Galaxy Buds Pro này sau khoảng gian gần 1 tuần sử dụng. Và hy vọng rằng qua clip này thì anh em sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn, chính xác hơn về cái khả năng làm việc, hoạt động chống ồn của chiếc tai nghe này. Còn bây giờ thì mình là Minh Đức trên Tinh Tế.vn, và hẹn gặp lại anh em những video khác.